Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lạm thu trong trường học dưới vỏ bọc tự nguyện, một gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Vào những dịp khai giảng năm học mới, các vị phụ huynh học sinh ở Việt Nam thì lại phải oằn mình với các khoản chi phí quá lớn phải nộp. Ngoài các khoản học phí theo quy định của nhà nước, các bậc phụ huynh còn phải đóng thêm các khoản theo yêu cầu của nhà trường và hội phụ huynh học sinh dưới danh nghĩa tự nguyện với số tiền không nhỏ, thậm chí là rất lớn. Đó là các khoản như tiền quỹ phụ huynh, tiền xây dựng sửa chữa trường, bổ sung đèn chiếu sáng, mua sắm điều hòa vân vân. Để hợp thức hóa, không ít cơ sở giáo dục đã có những quy định ngầm dưới hình thức thu tự nguyện. Chịu hết nổi đóng góp tự nguyện, mẹ dắt con ra khỏi trường công. Mới nhất vào ngày 29 tháng 9, tờ báo Dân Trí có bài viết chịu hết nổi đóng góp tự nguyện, mẹ dắt con ra khỏi trường công. Theo đó, trải nghiệm nhiều khoản tiền tự nguyện trong trường học đến mức mệt mỏi, chán ghét, chị MD quyết định chuyển con sang trường tư. Dư luận xã hội thấy rằng các khoản thu này là gánh nặng cho nhiều gia đình, đặc biệt là người lao động nghèo. Mặc dù biết nhiều khoản thu là không hợp lý, nhưng với tâm lý sợ ảnh hưởng đến con cái, nhiều phụ huynh vẫn phải nhắm mắt đi vay mượn với lãi suất cao để mà đóng góp cho nhà trường. Sau một vài năm lạm thu, bản thân các trường cũng thấy việc thu tiền của học sinh là khó coi nên đã đưa ra biện pháp để đối phó là nhờ ban phụ huynh học sinh thu tiền hộ nhà trường. Từ khi để cái ban phụ huynh này thu tiền hộ thì việc thu tiền càng thoải mái vì hiệu trưởng và nhà trường hoàn toàn chẳng có trách nhiệm gì. Dù rằng ai cũng biết ban phụ huynh muốn thu bao nhiêu và thu vào các khoản gì để thông qua và được hiệu trưởng đồng ý. Bản kê các khoản chi mà phụ huynh học sinh cho rằng không đàng hoàng, không rõ ràng. Đánh giá về tình trạng lạm thu trong các trường học hiện nay tại Việt Nam, một chuyên gia thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục đã nghỉ hưu từ Hà Nội không muốn nêu danh tính cho thoibao.de biết như sau. Trong mấy năm gần đây, với chủ trương xã hội hóa giáo dục, việc lạm thu tràn lan đã tới mức không thể kiểm soát nổi. Điều đáng nói là các hội cha mẹ học sinh đứng ra thu tiền dưới hình thức vận động nhưng lại là tự nguyện một cách bắt buộc. Một giờ học của học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long. Vị này còn cho biết thêm, giáo viên cũng chỉ được hưởng chút ít trong quỹ hội cha mẹ học sinh thôi. Còn ban giám hiệu nhà trường hưởng nhiều nhất, ai tham gia vào những công việc này thì người đó có hưởng lợi. Thường là ban giám hiệu và các nhân viên kế toán thủ quỹ. Trong khi đó, chủ trương của Bộ Giáo dục và lãnh đạo các trường luôn ủng hộ việc thu tiền học sinh. Họ lý giải rằng việc thu thêm các khoản là cần thiết với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy vậy, đa số các giáo viên còn có tâm sự với sự nghiệp chồng người thì cho rằng đó là việc không nên làm vì sẽ làm xấu đi hình ảnh của nhà trường. Trả lời câu hỏi cần có biện pháp nào để hạn chế dần tiến tới mức chấm dứt tình trạng lạm thu trong các trường học hiện nay, vị chuyên gia giáo dục khẳng định kể từ năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục ban hành quy định cấm thu tiền xây dựng trường và cấm thu tiền trái tuyến cũng như các điều lệ dành cho các ban đại diện phụ huynh học sinh để ngăn ngừa tình trạng lạm thu núp bóng danh nghĩa hội phụ huynh. Nhưng tình trạng lạm thu tại các trường công lập vẫn không ngăn chặn được, đó là lý do chủ ý của ban giám hiệu nhà trường. Nói về giải pháp, vị này khẳng định vô cùng đơn giản, chỉ cần cách chức ngay lập tức hiệu trưởng khi xác minh có tình trạng này trong nhà trường do ông ta phụ trách. Chỉ cần cách chức một ông thì trật tự được lập lại ngay, nhưng khổ nỗi cấp trên không dám cách chức. Vì sao? Thì ai cũng đã rõ. Vấn đề công luận quan tâm hiện nay là trong thực tế những khoản thu được nói là tự nguyện, nhưng nếu học sinh không đóng theo yêu cầu thì sẽ bị nhà trường gây khó dễ, thậm chí là kỷ luật. Điều đó khiến cho nhiều người hoài nghi đặt ra câu hỏi liệu môi trường giáo dục Việt Nam đã bị biến thành một môi trường kinh doanh nhằm trục lợi cho một số cá nhân trong ngành giáo dục mà cha mẹ học sinh là những miếng mồi ngon của họ hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của thoibao.de với bản tin lạm thu trong trường học dưới vỏ bọc tự nguyện, một gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kinh doanh lỗ nặng, nợ lương nhân viên, lương lãnh đạo Việt Nam Airlines vẫn cứ tăng đều. Theo báo Lao động vào ngày 28 tháng 9, mặc dù đã chốt thời gian họp đại hội cổ đông vào giữa tháng 11 năm 2023, nhưng tới thời điểm này Việt Nam Airlines vẫn chưa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán vào năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, Việt Nam Airlines báo lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 là 5.237 tỷ đồng. Chưa kể, tập đoàn này còn nợ lương người lao động lên tới 1.155 tỷ đồng. Giải trình về khoản lỗ này, ban lãnh đạo Việt Nam Airlines cho biết do tính mùa vụ cũng như các yếu tố rủi ro tài chính, tỷ giá lãi suất và chi phí đầu tư và giá nhân liệu gia tăng vân vân. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vận tải vẫn chưa cân bằng được thu chi do thị trường quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn. Việt Nam Airlines thua lỗ 14 quý liên tiếp, nợ người lao động lương tới 1.155 tỷ đồng. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam Airlines vẫn tiếp tục lỗ 1.295 tỷ đồng và đã lỗ ròng 14 quý liên tiếp, ước lỗ cho cả năm 2023 là khoảng 4.500 tỷ đồng mà vẫn còn nợ lương người lao động. Song điều kỳ quặc là tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Việt Nam Airlines vẫn là 5,5 tỷ đồng. Không hề giảm mà thậm chí còn tăng lên 33% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tiền lương bình quân của lãnh đạo Việt Nam Airlines trong 6 tháng đầu năm là 72 triệu đồng mỗi người. Nhìn chung so với cùng kỳ năm ngoái, tổng thu nhập của tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo đều tăng đáng kể. Tổng thu nhập gồm tiền lương và thù lao của ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Nam Airlines 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 509 triệu đồng, tăng hơn 95 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tương tự, tiền lương của các thành viên còn lại trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành, Ban giám đốc Việt Nam Airlines cũng đều tăng rất mạnh. Theo báo Lao động, có một điều lạ lùng nữa là tiền lương và thù lao của Tổng giám đốc Việt Nam Airlines Lê Hồng Hà không được công bố. Thu nhập của vị Tổng giám đốc Việt Nam Airlines này cũng không biết là bao nhiêu cả. Kết quả hoạt động kinh doanh của Việt Nam Airlines 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu Việt Nam Net thông tin vào tháng 8 năm 2022 cho biết, người nhận mức tiền lương thù lao cao nhất tại Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Việt Nam Airlines là Tổng giám đốc ông Lê Hồng Hà. Ông Hà nhận 466 triệu đồng trong thời gian 6 tháng đầu năm 2022, tương đương mức lương gần 78 triệu đồng mỗi tháng. Còn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Ngọc Hòa có mức tiền lương của thủ lao đứng thứ hai sau ông Hà, Tổng giám đốc với tổng thu nhập hơn 414 triệu đồng. Một nghịch lý trong các doanh nghiệp của nhà nước, các tập đoàn tổng công ty hiện nay là doanh nghiệp thì lỗ nhưng thu nhập, tài sản của lãnh đạo doanh nghiệp thì lại tăng. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đánh giá, chưa có một doanh nghiệp nhà nước nào làm ăn có lãi. Việt Nam Airlines là một doanh nghiệp làm ăn không có lãi, thậm chí là lỗ nặng liên tiếp, khiến cho nhà nước phải bù lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng nếu tính theo quý. Việt Nam Airlines đang có chuỗi 14 quý thua lỗ liên tiếp từ tháng 1 năm 2020 cho đến quý 2 năm 2023. Tính đến ngày 30 tháng 6 2023 thì Việt Nam Airlines đang gánh khoản lỗ lũy kế hơn 35.666 tỷ đồng. Điều này dẫn đến vốn chủ sở hữu của Việt Nam Airlines đã bị âm khoảng 11.598 tỷ đồng, nợ phải trả vượt tổng tài sản, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, trong khi doanh nghiệp này còn nợ lương người lao động. Thế mà ban lãnh đạo Việt Nam Airlines vẫn nhận lương cao hơn năm trước, quả là một điều không giải thích được. Máy bay của Việt Nam Airlines ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là chưa kể tới các rủi ro khác của Việt Nam Airlines ngoài các khoản thua lỗ. Việt Nam Airlines đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vào ngày 12 tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định đưa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu của Việt Nam Airlines từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch và chỉ được phép giao dịch vào phiên buổi chiều, Lý do là Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá tới 45 ngày so với thời hạn quy định. Mối nguy cổ phiếu của Vietnam Airlines bị hủy niêm yết đang được giới đầu tư trong và ngoài nước hết sức quan tâm. Vì lượng cổ phiếu của Vietnam Airlines niêm yết rất lớn, số lượng cổ đông thì rất nhiều. Trong khi đó, đáng chú ý, cổ đông nhà nước đang giao quyền đại diện cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay: Kinh doanh lỗ nặng, nợ lương nhân viên, lương lãnh đạo Vietnam Airlines thì vẫn cứ tăng đều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de